nó sẽ trùng với lại cái đất ở giữa này. Các bạn gắt lại cho mình. Đây như thế này nha các bạn, các bạn sẽ biết cái phần này cho nó thả nó giúp mình luôn nha. Về sau đó các bạn sẽ gấp phần giấy này vào trong như thế này. Đây. Về sau khi để thực hiện các nấc gấp thì mình sẽ có được một phần giấy như này nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ này, trước đó thì các bạn đã gấp hai cái đường chiếu thì cái phần đường chiếu nó sẽ có được cái phần nếp như cái này này các bạn. Các bạn sẽ gấp phần giấy nó vào đây cho mình, mình sẽ gấp lên như này cho mình nha. Đấy. Về các bạn sẽ chú ý cho mình nè, mình sẽ có một cái phần nếp ở ngay chỗ giữa này nha các bạn. Thì các bạn chỉ gấp cái phần nếp đó theo cho nó sẽ trùng với lại cái đường này nè. Bạn sẽ gấp xuống cho mình đây như thế này. Đấy. Về các bạn sẽ biết cái phần giấy đó lại cho mình. Đấy. Như này nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ mở phần giấy nó ra. Vậy các bạn sẽ gắt đối với lại cái phần giấy bên này. Đấy các bạn sẽ có đường chiếu đây đúng không? Mình sẽ gắt xíu lên này. Đấy như thế này. Về cái phần giấy ở đây này, đó thì mình sẽ được một cái phần nếp như vậy. Mình sẽ cầm như này, ép vào. Thì cho hai cái đây này nó sẽ trùng nhau. Đấy, sẽ trùng nhau như thế này cho mình. Và các bạn sẽ miết cái phần giấy đó lại nha. Đấy. Về sau đó các bạn sẽ mở ra cho mình. Đây, về cái phần giấy này cũng vậy các bạn. Các bạn sẽ gấp lên như này cho mình này. Về ép cái phần này vô. Đấy. Thì các bạn sẽ miết lại cho mình. Đấy, như thế này. Sau đó các bạn sẽ mở ra. Đấy. Thì bước tiếp theo, các bạn sẽ gấp cái phần giấy ở trên này nè. Rồi sẽ gấp xuống cho mình nha. Đấy, các bạn sẽ gấp xuống như thế này. Rồi các bạn sẽ miếng cái phần giấy này lại cho mình. Đây, như thế này nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ kéo cái phần giấy này nè, xé que, xé ra cái phần đây nè, nó sẽ trùng với lại cái đường gấp ở giữa này nha các bạn.